đối với bài standing lunges thì mọi người cũng nhớ giữ lưng ở vị trí thẳng giúp cho hạnh nha mình bước chân về phía trước ha và giữ thẳng lưng ở bài này nó sẽ vô cái phần đùi trước của mình khá là nhiều ha dĩ nhiên nó cũng sẽ có cái sự liên kết giữa đùi sau và mông nữa nha mọi người nhưng sẽ focus vô đùi trước của mình nhiều hơn khi thực hiện ở động tác body wave thì mọi người vẫn có thể hít thở một cách thoải mái. Miễn sao nhớ gồng chắc khơ trọng tâm để giúp cho cái phần trọng tâm của mình ổn định và luôn phải nhớ giữ thẳng lưng khi thực hiện bài tập nha mọi người. Thì ở bài này mọi người nhớ khi xuống nhớ mở gối ra nha mọi người. Gối lúc nào mình cũng ngợ, mở sang ngang đi theo hướng mũi chân để đảm bảo cho cái khớp gối của mình được thoải mái trong quá trình di chuyển ha mọi người ha. Thì đây là cách hạnh cầm tạ dumbbell ha người lưu ý khi cầm tả vai của mọi người cũng phải ghi chắc xuống nha đừng trồi vai lên nhất là khi mình đứng dậy á mình cầm những cái tạ nặng hơn mình đứng dậy mình hay có hiện tượng trồi vai lên thì nhớ là đừng trồi vai lên và ghi chắc nó xuống giúp hạnh ha hơi mở ba vai về phía sau một chút xíu Ok thì đây là lỗi sai trong bài này thì thường mọi người không cố định được cái gối của mình, mọi người bị trùng gối vô. Cái này có thể do cái cái bài này nó quá nặng đối với mọi người. Nếu mà hiện tượng này á mình không fix được và không mở gối ra được thì mọi người sẽ chọn một bài khác dễ hơn. Ví dụ như lên đứng chân trước chân sau không còn phải di chuyển như thế này mọi người nha. Rồi đây là cái hiện tượng mà đầu gối á, rung lắc, không có cố định được người ha cái này cũng y như cái lỗi trước luôn nó có thể là bài tập này không phù hợp với mọi người ở hiện tại ha mọi người có thể đổi bài lỗi tiếp theo là cong lưng ha cái này là do mình không gồng chắc cơ trọng tâm không cố gắng giữ thẳng lưng đây là hiện tượng dành cho những bạn đa số là mới tập và hay bị cái uh, việc mà cơ không cơ kém linh hoạt các mọi người thì cái này mình phải fix những cái lỗi đó trước khi mình thực hiện cái bài này ha. Cố gắng giữ thẳng lưng và gồng chắc kho. Mình phải tự quay video lại trong quá trình mình tập để mình coi cái lỗi mình tự bắt và mình